Chào mừng các bạn đến một chủ đề vô cùng thú vị ngày hôm nay. Làm thế nào để hít thở một cách hiệu quả trong quá trình bộ? Mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn từ chủ đề này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá làm thế nào để thở một cách hiệu quả trong quá trình chạy bộ. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu tại sao cách hô hấp lại quan trọng đối với việc chạy. Bạn có biết khi mà cơ bắp của chúng ta sẽ cần nhiều oxy hơn khi chúng ta chạy? Đúng vậy, khi cơ bắp hoạt động mạnh, chúng cần nhiều năng lượng hơn để duy trì sự vận động. Đó là lý do tại sao chúng ta cảm thấy chúng ta sẽ thở nhanh hơn, mạnh hơn khi chúng ta chạy. Nhưng không phải vì lúc nào việc hít thở bằng mũi cũng đủ, đặc biệt là khi chúng ta đang chạy ở tốc độ cao và đòi hỏi nhiều hơn sự vận động từ cơ bắp. Và ngay bây giờ, mình sẽ chia sẻ với các bạn phần quan trọng nhất, cách hô hấp hiệu quả trong quá trình chạy bộ. Đầu tiên, hãy bắt đầu bằng việc thở từ bụng. Khi chạy bộ, cách bạn thở có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và sự thoải mái của bạn. Cách thở bằng bụng là một kỹ thuật quan trọng giúp bạn cung cấp đủ oxy cho cơ thể và duy trì sự ổn định trong suốt quá trình chạy. Để thực hiện cách thở bằng bụng hiệu quả, bạn hãy đảm bảo rằng bạn thường xuyên hít thở qua mũi và để không khí đi sâu vào bụng thay vì chỉ đến phần ngực. Khi bạn hít vào, bạn sẽ cảm nhận vùng bụng của bạn phồng ra nhiều hơn so với phần ngực. Thở bằng bụng cũng được sử dụng rộng rãi trong nhiều môn thể thao khác nhau như võ thuật, thiền hay yoga. Cách thở này giúp đưa một lượng lớn oxy vào sâu trong cơ thể, làm tăng khả năng cung cấp oxy cho cơ bắp. Ngoài ra, khi thở bằng bụng cũng kích thích hệ thần kinh chủ động, nó giúp bạn trở nên thư giãn và giảm căng thẳng trong quá trình vận động. Tiếp theo, khi thở, hãy kết hợp thở bằng cả mũi và miệng. Hãy tập bằng hít thở bằng mũi trong quá trình vận động nhẹ như lúc khởi động hay chạy nhẹ nhàng. Việc hít thở bằng mũi sẽ giúp cơ thể lọc không khí và làm ấm nó trước khi đưa vào phổi. Điều này đặc biệt tốt khi bạn vận động trong bầu không khí ô nhiễm hay có nhiều khí lạnh. Nhưng khi bạn tăng tốc độ chạy, thì việc hô hấp chỉ bằng mũi sẽ không đủ không khí cung cấp oxy cho cơ thể của bạn. Do đó, hãy đừng ngần ngại thở vào bằng miệng và mũi khi cần thiết. Việc hít thở vào bằng miệng sẽ giúp bạn cung cấp một lượng lớn khí oxy cho cơ bắp. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi và khó thở, hãy thử thay đổi cách thở của mình. Hở miệng ra một chút và để cho không khí đi vào bằng cả mũi và miệng. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn và không cảm thấy thiếu oxy. Tuy nhiên, mình cũng lưu ý rằng khi bạn hít thở bằng miệng thì không khí sẽ được đưa thẳng vào phổi mà không qua được bộ lọc. Do đó, nó sẽ không được tốt như khi chúng ta hít thở bằng mũi và có thể gây ra một số hiện tượng như khô cổ. Nhưng tuy nhiên, nó sẽ giúp bạn cung cấp một lượng lớn oxy cho cơ thể. Do đó, hãy lưu ý kết hợp thở bằng cả mũi và miệng khi cần thiết. Ngoài ra, khi quá trình chạy kéo dài, việc chúng ta cảm thấy mệt mỏi không chỉ đến từ việc thiếu oxy mà còn do quá trình tích tụ khí CO2 trong cơ thể. Việc hô hấp bằng miệng sẽ đẩy ra một lượng lớn khí CO2 ra khỏi cơ thể của chúng ta. Do đó, hãy đừng ngần ngại thở ra bằng miệng khi bạn vận động nhanh và mạnh. Nhưng khi thực hiện các bài chạy nhẹ nhàng, hãy lưu ý thực hiện chủ yếu việc hô hấp bằng mũi. Kỹ thuật tiếp theo mình muốn chia sẻ đó chính là hô hấp theo nhịp. Bạn đã thử chia quá trình hô hấp của mình thành hai giai đoạn riêng biệt, đó là hít vào và thở ra theo nhịp. Khoa học đã chứng minh rằng bất cứ khi nào chúng ta hít thở theo nhịp thì đều làm cho cơ thể trở nên thư giãn hơn. Có rất nhiều nhịp thở khác nhau, có thể là nhịp thở 22, 12, 11, 32, 34 hay 33, rất nhiều loại nhịp thở. Khi mình nói đến nhịp thở 22, nghĩa là mình hít vào trong 2 nhịp bước chân và thở ra trong 2 nhịp bước chân. Bạn hãy thử tập cho mình nhịp thở 22. Điều này sẽ giúp bạn duy trì một nhịp độ hô hấp ổn định và tạo ra sự cân bằng giữa việc đưa khí oxy vào cơ thể và đẩy khí carbonic ra khỏi cơ thể. Và cũng đừng quên giữ cho nhịp hô hấp của bạn một cách tự nhiên và thoải mái. Không nên ép mình vào bất cứ một nhịp hô hấp cụ thể nào. Hãy thử và điều chỉnh cho mình và tìm cho mình một nhịp thở phù hợp với cơ địa của bạn. Với cá mình nhân mình thì hầu hết các bài chạy từ tốc độ easy đến tốc độ marathon hay tốc độ half marathon thì mình đều chạy với nhịp thở 22. Mình tin rằng đến đây bạn đã nắm được các kỹ thuật thở cơ bản hiệu quả trong chạy bộ. Nó sẽ đến từ 3 việc. Đầu tiên, hãy hít thở bằng bụng. Sau đó, hãy thực hiện kết hợp hít thở bằng mũi và miệng. Trong đó lưu ý rằng phần lớn thời gian chúng ta sẽ hít vào bằng mũi, kết hợp thở ra bằng miệng khi chúng ta vận động mạnh hơn. Và thứ ba, hít thở theo nhịp. Và yếu tố cuối cùng cũng là yếu tố vô cùng quan trọng, hãy thử nghiệm lắng nghe cơ thể bạn. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu oxy, hãy thay đổi cách thở của mình một chút và tìm ra cái phong cách phù hợp nhất với bản thân mình. Hãy luôn lắng nghe cơ thể và điều chỉnh thường xuyên để cảm nhận được sự thoải mái và hiệu suất chạy tốt nhất. Mình tin rằng những chia sẻ này đã giúp bạn có thể dễ dàng hơn hít thở trong các lần chạy tiếp theo. Hãy like và follow kênh của Linh để tiếp tục đón nghe các chia sẻ tiếp theo.